Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về Chadon Gizic. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về cũng như cách sử dụng sản phẩm Chadon Gizic thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần cha madon hcl dạng bào chế dạng viên công dụng điều trị tình trạng sốt cảm cúm nghẹt mũi chảy nước mũi ho sổ mũi chảy nước mắt thuốc dùng kháng viêm giảm đau cách dùng thuốc dùng đường uống liều dùng Liều dùng dành cho người trưởng thành. Người trưởng thành bị đau mạn từ mức độ nhẹ đến vừa đến nghiêm trọng có thể sử dụng thuốc nhằm giảm đau từ từ với liều lượng. Liều khởi đầu nên dùng 25 mg vào buổi sáng sau ăn. Sau đó có thể tăng liều dùng lên 25 mg một lần kéo dài trong vòng 3 ngày một đợt, đạt mức 100 mg. Liều lượng có thể tăng lên 50 mg một lần, kéo dài trong vòng 3 ngày một đợt, đạt mức 300 mg. Thuốc có thể dùng giảm đau từ 4 đến 6 giờ với liều lượng 50 mg đến 100 mg một lần, mỗi ngày không dùng quá 400 mg. Thuốc có thể sử dụng cho nhóm đối tượng trẻ em từ 4 đến 16 tuổi theo liều lượng khuyến cáo sau đây. Với trẻ dưới 16 tuổi có thể dùng 1 đến 2 mg trên 1 kg một liều nhằm phóng thích cơn đau ngay lập tức trong thời gian từ 4 đến 6 giờ. Liều dùng tối đa mỗi ngày cho trẻ không được vượt quá 100 mg. Đối với trẻ từ 16 tuổi trở lên nên sử dụng liều dùng từ 50 đến 100 mg cho khoảng thời gian từ 4 đến 6 giờ. Liều lượng sử dụng tối đa trong ngày với trẻ trên 16 tuổi và người trưởng thành không quá 400 mg. Chống chỉ định. Người quá mẫn cảm hoặc dị ứng với thành phần của thuốc. Người mắc bệnh lý thiếu máu hoặc có tiền sử bị thiếu máu. Phụ nữ đang trong thời kỳ mang thai hoặc đang cho con bú. Người bị suy tế bào gan, suy gan thận co thắt phế quản. Người mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa. Người lớn tuổi, hoạt động đầu óc như vận hành máy móc, lái xe. Tác dụng phụ. Phát ban, xương mặt, khó thở, xương họng hoặc lưỡi, mồi. Nếu gặp các triệu chứng này bạn nên đến bác sĩ để được tư vấn. Sử dụng quá liều hoặc lạm dụng thuốc còn có thể gây ra một số phản ứng như tim đập nhanh, ảo giác, tăng động, mất phối hợp, kích động, động kinh co giật, cảm thấy lo lắng. Tương tác thuốc Thuốc ngủ, an thần, rượu Nhà sản xuất Bangkok, Prague, Thái Lan Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Chadon Gizik, đồng thời biết cách sử dụng Chadon Gizik sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.